Đây là ngôi nhà nơi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã sinh ra và lớn lên tại làng Tri Thủy, xã Tân Hải, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận, tức huyện Ninh Hải, Ninh Thuận ngày nay. 47 năm đi qua, ngôi nhà giờ hoang phế khi hơn một năm trước chính quyền đã thu hồi việc sử dụng ngôi nhà này. Là cái nhà đó thì nhà của ông vua mà, thì làm sao mà không biết được. Thì vấn đề đó thì trước kia thì cái nhà này là nhà của ông ấy, là để ông dời ông cho thôi, chứ không phải là nhà đó nhà thờ của ông đó, chứ không phải là nhà ông. Mỗi lần ông muốn dời là ông dời đây. Nhà này là bà chị ông, thì bà thứ năm á, hai vợ chồng ở đó, chú chỉ biết là như vậy thôi. Rồi đến khi mà giải phóng đồ rồi thì chắc chú không còn biết gì nữa. Căn nhà đã được chính quyền mới sung công và đến năm 1998 thì cấp cho bà Trương Thị Thình, một người có công với cách mạng. Giải phóng vô, hỏi ai rình gì đem tới, trả lại của nhà ông Thiệu. Có người sợ quá, người ta không rình giờ người ta trả. Còn có người thường ta không trả. Còn có miếng đá, đây này cũng như thí dụ cái đây này, mà nó màu gì đó, quên màu à. Nó khiên tới cửa ngõ nhà ông luyện hoài cái bởi ngấu hết rồi. Làng Tri Thủy có đầm nại và nơi đây còn sót lại móng cầu được xây dựng từ thập niên 60 ở thế kỷ trước mà người dân cố cựu quen gọi là cầu ông Thiệu. Từ cầu ông Thiệu men theo bờ kè của đầm nại sẽ vào khu phía sau căn nhà đã được ông Thiệu xây cất lại hồi đầu thập niên 70. Mình dân không? Một lần ông về ở hang cái mấy người già già rồi á, trang bị ông đồ chạy đi coi, cái mấy ông theo hộ vợ ông á đuổi, ông nói đừng, tôi đi về mà tôi không đi thăm cô thăm bác được, của cô bác thấy tôi về mừng đi thăm tôi để cho cô bác tôi thăm tôi, chứ đừng có đuổi xô gì hết á. Ông bình dân lắm, hồi trước ông làm được cái cầu giờ sập nó còn ló lên á, đó ông làm được cái cầu ở cho Tri Thủy á, đi qua đi lại chiều đỏ. Một bên căn nhà hồi nào của gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu tại làng Tri Thủy giờ đã bị phá sập dang dở. Không có thay đổi gì không? Đó, bây giờ là nó nằm ở đó chứ không ai chữa cái gì hết. Nhà nhỏ, nhà lớn gì đó là như vậy đó. Còn trước kia thì ở ông đó thì cái nhà thờ của ông thì làm sao mình vô được mà mình biết. Rồi sau này là chính quyền địa phương người ta trưng dụng cái nhà đó rồi đó. Rồi cho mấy người đó người ta không có nhà rồi người ta ở đó người ta coi sóc á, bảo quản cái nhà đó. Phần sau căn nhà này ở 47 năm về trước thì theo lời kể của dân làng cố cựu Tri Thủy, nó ăn liền với khu đầm nại và bên trong căn nhà trệt này cho thấy chẳng có chút gì là dấu vết vàng son của người từng là tổng thống của nền đệ nhị Cộng Hòa.